Thank you.
time flew so quickly. You touched me so deeply. I can't understand why a season's all we can keep. Time to let you go. I still dream of you at night. I think of all the lessons that I learned from you. Ba mới chịu à. Hello cả nhà, mình là Nguyễn Xíu Lóc. Bữa nay mình đã tới Ô Tà Sóc, review phong cảnh Ô Tà Sóc cho cả nhà xem. Cả nhà thấy phong cảnh đẹp và hay và ý nghĩa, cả nhà nhớ like và đăng ký ủng hộ Nguyễn Xíu Lóc mình nha. Đây phong cảnh núi rừng dùm đẹp không cả nhà. Đây cái hồ Ô Tà Sóc dùm rất là đẹp nha. Đó. Nhưng đặc biệt ở đây là phong cảnh rất là đẹp và lạ, có một cái cây thốt nốt nè cả nhà. Đó, quanh năm thốt kháng ở dưới đáy hồ này vẫn sống bình thường nha cả nhà. Đó. Ở đây là Nguyễn Nghĩ An Giang. Còn đây là xe bong bóng của Nguyễn Sĩ Vlog. Đây là núi dài nha cả nhà. Quý vị có ghé đây là sẵn xuống quán của anh Ba uống cà phê luôn nha. Quán anh Ba. Có bán trà đường không chị? Làm cho ly phê đi. Có phong cảnh ruộng lúa và những cây thốt nốt rất là đẹp nha cả nhà. Thốt nốt đẹp nha cả nhà. Đây là núi dài, còn gọi là núi Dạng Liên. Mình đang đứng ở dưới thung lũng nha cả nhà, còn trên kia là núi á. Con chiếc lại cầm của đứa nào bay nghe tiếng đâu lại quay bánh đâu phải nghe đó con công đó hả? Ở đây nó có cái gì vậy đó trên đó cái nhà 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 mấy người tu á ở đâu mình núi xa
lúc chín rồi kìa. Tối nhìn mày đẹp. Họ ở đấy nọ sắp đen. Đợt bạn nó có mấy công trong này nè. Dạ. Mà không biết nó bán chưa, nó kêu lâu lắm. Bữa nay mình nói chung nói thiệt thú thật với quý vị luôn á là mình làm YouTube bữa nay năm nay cũng 3 năm rồi. Mà bữa nay mình đi kiếm mua đất mua mà mua không được, đất quá mắc. Tại vì kênh YouTube của mình bật kiếm tiền rồi á, mình kiếm đất mình mua để mình tịnh tâm tu hành. Mà tháng mình được có 7-8 ngàn à cả nhà ơi, 7-8 ngàn tiền Việt nha, chứ không phải 7-8 ngàn đô nha. Tháng kênh của mình được 7-8 ngàn à. Nếu cả nhà có xem kênh của mình, cả nhà ủng hộ nhờ chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Mà mình làm được 3 năm nay bằng tháng 7-8 ngàn mà mới bật kiếm tiền năm mấy nay à cả nhà ơi. Đất trong này kêu tới 1 tỷ mấy thôi mà mua không nổi. Phong cảnh này đẹp ha cả nhà. Quá đẹp, phong cảnh quá đẹp. Sáng giờ Nguyễn Sĩ Vlog bán không được cái nào nhân cả nhà ơi. Còn đây là quán cà phê của anh Ba. Uống cà phê mà được anh Ba tặng quà nữa kìa. Đó, hai chồng đang nhận quà của vợ anh Ba tặng. Cái nhà lá vườn. Của anh Ba tặng mà trả tiền luôn. Đó là Nguyễn Nghĩ An Giang. Mấy anh em nào làm YouTube thì nhớ đi vô đây quay, nhớ ghé quán này ủng hộ nha. Qua wow, YouTube tên gì vậy? Hả? YouTube tên gì? Nguyễn Nghĩ An Giang với Nguyễn Sĩ Vlog. À, Nguyễn Nghĩ An Giang là Nguyễn Sĩ Vlog hả? Dạ. Kênh YouTube Bơ Nguyễn Nghĩ An Giang và Nguyễn Sĩ Vlog. Ồ, bóng bài. Ê, cái chìa khóa là em. À, Nguyễn Sĩ Vlog quay phim mà không có máy rùm, phải có máy gùm lại cho cả nhà coi. Cái cục đá này rất là đẹp, quá lớn. Như có một cái nhà nhỏ nhỏ đang ở chảnh, có người ta đang ở chảnh. Còn đây là có cây thốt nốt rồi cả nhà, sống ở dưới dòng sông. Nên tiếng cá xuống sông đi. Trời ơi, té kìa. Té lâu à. Đó là miếng cá của người ta đó. Trong đây mà miếng cá từ nhà tới đó. Đó, đó thả rồi, miếng cá xuống sông rồi. Phóng sinh này miếng cá về xong. Đây à, phong cảnh đẹp thiệt. Phong cảnh này dèm hoài không biết chán luôn đó nha. Rất là đẹp. Ga mình quay dài ga cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng theo dõi kênh Nguyễn Sĩ Vlog.
Thank you.